cầu cho các bệnh nhân tâm tâm sự những người đang gặp khó khăn, những người đang gặp thử thách, đau khổ, nghèo khó. Chúng Chúa từ tâm đờ đến chữ lạc. Chúng ta cũng nhớ đến ngày lễ quan này của ngày chân sứ của chúng ta. Chúa ban cho ngài được khó khăn sắc mặt, được tràn đầy tâm thắng, tâm thể lễ của mày. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước giảm như Nguyên Sơn, hai người Nguyên Sơn và ba người hai, nhân ngày lễ dỗ. Các lân cầu, tuyên nhân đổi thoại, các lân cầu ngày hôm nay qua đời, và các lân cầu, đặc biệt chúng ta cũng cầu nguyện cho Joanna Sita Nguyễn Văn Hà, 89 tuổi, một giáo cô hai, mới qua đời lúc 17:20, ngày 23/6/2023, trong lễ đưa chân cho thân thương nguyên bản trẻ. Hôm nay chúng ta cùng lễ thắp hương và cầu lộ hai vị tông đồ hộ chủ của thần giáo hội. Thiên Chúa phù hộ qua đức Giêsu ngài đã cho những con người bình thường để làm nền tảng cho giáo hội. Tất cả các ngài đều là những con người luôn luôn vững tội tội. Thế nhưng đức Giêsu đã chọn các con và qua đó các ngài từ khi nhận biết được là Thiên Chúa thật, các ngài đã chân thân cho đến khi hoàn vì tin mừng Đức Kitô. Chúng ta học hôn luôn nơi các thánh tông đồ của chúng ta, bởi vì tông đồ lớn của giáo hội tấm lòng song song, tấm lòng tạo chứng cho tôi tin mừng cho đến chết. Giờ đây là cái tâm tình của người của chúng ta để chúng ta đón nhận, chúng ta nhìn nhận và đó chúng ta được sự cánh cờ đồng bào nhìn thắng. Lời Chúa xin dâng sao trong con. Thank you.
chúng ta nhân lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho nên ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày này để đến hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ đức ngài hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho hội thánh cũng luôn trung thành luôn giữ lời đức ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, đời nào sau mà nên chi cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa tâm lòng. Đời Chúa khách công vụ trong đồ. Thời ấy, vua Herodê được đám một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Giacôbê là các lông cho ăn. Thấy việc đó là vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men, bắt được rồi. Trong đêm trước ngày thì vua Herodê nhâm nga sự, ông Phêrô đưa hai người đến và bị hóa vào hai đại xiềng. Trước cửa là có tiếng canh, bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập mạnh vào cạnh giường ông Phêrô, đánh thức ông và bảo đứng dậy mau đi. Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: thắt lưng lại và xỏ dép vào. Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: khoác áo choàng vào và đi theo tôi. Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không. Cứ tưởng mình là thấy một kỳ kiến. Qua vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ hai, thiên sứ và ông đợi trước cửa thắt thông ra phố. Cửa từ đập mở ra, trước mặt hai người ra đến ngoài, đi hết một đường phố thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: bây giờ tôi biết sự đại Chúa đã sai thiên sứ của người đến và người đã cứu tôi thoát.
lời Chúa thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê. Anh thân mến, vợ tôi sắp phải đổ máu ra là để đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu cho cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy rất chặt đường và đã giữ được kỳ thi. Giờ đây tôi chỉ còn chờ vòng hoa nhạc cho người công chính. Chúa là vị thần phán chi công sẽ trao vật của đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho nhưng còn cho tất cả những ai quyết định con đời của mình xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi để nhờ tôi mà việc đang dạy được hoàn thành, và tất cả các nhân quả cùng nghe biết đi mừng. Và tôi đã bắt hỏi các bước sư tử, Chúa sẽ bỏ cho tôi bắt hỏi bỏ hành vi hữu động, sẽ tốn và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người quyết định để môn bỏ môn đời. Amen. Khi ấy Đức Giêsu đến tìm Caesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng người ta nói con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Gioan thành nhà, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị phong sứ. Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em nói người là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa mặt trời. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon con Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phạm nhân mà thả cho điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng được trên trời. Còn thầy ngày vào cho biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ giao cho chìa khóa nước trời, dưới đất anh là của điều gì trên trời dưới đất anh tháo cỡ điều gì trên trời cũng sẽ tháo cỡ như vậy. Phêrô và Phaolô có thể nói chúng ta được nghe chất vấn về
yêu. Lễ mẫu cung phần cho anh nói về tình yêu mà Phêrô sẽ đáp trả và sau đó được nhận lại đặc chiêm từ Chúa Cha, giống như quyền cháu bạn đầu tiên. Hoặc bạn cũng vẫn may mắn theo điều treo, tin mừng mắt theo nóng về việc treo chuyển hóa cho Phêrô cũng là quyền đồng bộ và tháo cỡ của vị tông đồ giáo hộ Roma. Thưa cộng đồng, chất vấn về tình yêu của hai người tông đồ, một người được hỏi anh có yêu mến thầy không đến ba lần, và câu trả lời không phải là con yêu mến thầy tuyệt đối hoàn mẹ, nhưng mà thầy biết con yêu mến thầy. Tình yêu của con như thế nào cảnh rõ người vui, tình yêu mà con đang thể hiện, con đang sống, thầy đã nhìn đã rõ và thầy là người biết biết hơn con biết. Trước đây ông hoàn mẹ thầy là đấng Kitô có Thiên Chúa nào sống. Trước đây con chẳng lời không biết, dù ai chối thầy bỏ thầy nhưng con. Nhưng bây giờ thì ông biết mình, ông chỉ trả lời thầy biết rõ con, thầy biết con yêu như thế nào. Đó là điều một. Phần pháp luân, một con người cũng hay say nhiệt thẳng nhưng mà biết Chúa buồn, ông cứ tưởng rằng cái việc ông làm là điều tốt vì ông là người Do Thái và theo đạo Do Thái, cho nên việc bắt bớ Kitô là một đạo mới xuất hiện nên cần phải thăng lòng tẩy trừ cái đạo Kitô này và dẫn tay của quan hải xin dịch Kitô cùng tin vào ông Giêsu nào đó. Nhưng từ việc ngã ngựa, từ tiếng gọi của Chúa, sao người lại bắt bớ ấy? Kể từ khi ấy ông cũng trả lời ngài là ai? Tôi chưa biết ngài là ai, ta là Giêsu mà người bắt bớ. Từ lúc đó thôi, và câu trả lời tôi đã trả ấy thì tôi phải làm gì? Paulo là quay lại, có thể nói là quay 360 độ để nhận thức hoàn toàn. Trước đây tôi là kẻ bao bớ, nhưng giờ đây cái kẻ ấy đang là rao giảng Giêsu Nazareth đấng chịu chết và phục sinh, sẵn sàng bị người ta bắt bớ dù có cầm đoán, dù đen dọa đến mày, ngài vẫn một lòng son sắt để bảo vệ đức tin mà đã đánh nhận. Phêrô và Paulo, những con người có những căn tính cực khác nhưng cũng rất giống nhau ở điểm chung về tình yêu khi dấn thân một lòng cho Đức Giêsu. Chúng ta có khi cũng giống như Phêrô, có khi chúng ta cũng trở thành một pho-lô. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta đang làm cái việc đó là phục vụ Chúa, nhưng mà đôi khi lại là đi ngược mà chúng ta không biết. Chúng ta cần có một người thức tỉnh, chúng ta có một người nhắc nhở, là giáo hội, là linh mục, là những người đồng đạo, là anh chị em với nhau để sống lên tiếng chồng, chúng ta biết là chúng ta đang làm đường để chúng ta trở về lấy đường chính đèo thang. Tình yêu mà Đức Giêsu chất vấn hôm nay cũng sẽ chất vấn với chúng ta trong ngày sau đó. Chúng ta đặt niềm tin, chúng ta đặt tình yêu ở chỗ nào? Cách đây ít lâu, trên trang mạng xã hội đăng tải một câu chuyện rất cảm động. Một gia đình, hai vợ chồng và một đứa con gái, cũng không khá giả gì. Người vợ chỉ đội chờ và chăm sóc con,
người chồng lao động vất vả để nuôi gia đình cho nó ăn học, cuộc sống khó khăn nhưng ông vẫn hy sinh và đồng lòng để phục vụ gia đình và muốn cho gia đình được hạnh phúc, muốn cho con của mình có tương lai và được đổi đời. Đứa con gái mà ông muốn đặt trọn niềm yêu mến lý tưởng gửi gắm tương lai của nó, mong muốn trở thành bác sĩ để chăm sóc những người nghèo, những bệnh nhân đau khổ. Trong ngày mà con tốt nghiệp phổ thông, con về theo với ba tấm bằng và những điểm số cao, con hứa sẽ cho con một phần quà. Phần quà nào cũng thích nhất cứ việc nói, dù khó bạn cũng sẽ cố gắng. Đứa bé này đứa con gái nói rằng con mơ ước có được chiếc váy xinh đẹp mà lâu nay nó đắt tiền không dám mơ ước, nhưng hôm nay bố đã mở lời bố mua cho con. Bố nói được chuyện gì chuyện này bố làm được, và quả hôm sau họ đem chiếc máy có thức để làm cho đứa con bé nó hạnh phúc mấy ngày trời. Người vợ tỏi không kiếm đâu ra tiền mà vẫn mua chiếc máy đắt tiền đó. Nói nhỏ với mẹ, tôi thì mẹ nói để cho nó biết để nó lại đau, tôi ăn uống vài ngày để tạo lại sức. Và rồi tất lực đã mơ và trực đại học và nuôi cái hy vọng để con tốt nghiệp trực đi làm bác sĩ. Thời gian trôi qua và gần đến ngày để con tốt nghiệp đã học phí, nó về nói rằng nếu như không đóng cái số tiền này thì không được thi tốt nghiệp, không được ảnh hưởng tự nhiên. Và hãy cố gắng thì cần là sẽ bỏ hết chạy hoài ít ngày sau. Ông cũng đem tiền để gửi cho con lên thành phố để đòi tài học phí của mình hoàn tất. Thì vợ lại không làm của họ, ông đi đâu mấy ngày và làm sao mà có một số tiền nhanh như vậy. Thì bố nói với vợ khẽ khẽ hôn để cho nó biết lại đau lắm, nó không có nó không an tâm lo học cho bạn bạn. Tôi đang cảm thấy chân thật về bạn. Sức khỏe của tôi vẫn ổn, nhưng tương lai của con phải có. Hy sinh được bố cũng cố được con. Cái may mắn không quan trọng, nhưng tương lai của con phải có. Và ấy là một đứa con tốt nghiệp cử nhân trong đưa con đoàn. Hai con bạn vui mừng từ sớm để đón xe lên thành phố dự lễ tốt nghiệp cử nhân của đứa con là bạn Y Khoai. Hạnh phúc với trường đại học của hai con bạn. Nhưng điều gì xảy ra? Hai con bạn vào trường đột làm bạn của con nhưng không thấy đâu hết. Hỏi những người mẹ thì họ ngậm ngùi trả lời một tin mà làm cho ông mẹ sửng sốt. Đứa con gái trước kịp nhận tấm bằng cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp đã gieo mình tự tử vì bị người bạn trai phản bội. Ngày nó ra đi không chỉ vất vả nó, không chỉ gây đau buồn cho mình đứa con mà cả hai ông bà. Khi được chứng kiến quan trọng từng chiếc áo cử nhân, họ có nỗi đau nào trong lòng của hai người chồng, người cha, người mẹ, người bố, người quy mẫn chị ấy. Câu chuyện ấy cũng nói về tình yêu của bố mẹ dành cho người con. Thế nhưng đứa con lại là tình yêu sai lầm ở một nơi khác, không có sự kỳ vọng, chỉ có sự hy sinh, chỉ có sự biết
vươn lên. Và quan trọng hơn là đừng bao giờ tuyệt vọng. Cái gì cũng có thể giải quyết. Nếu đã sai, nếu như suy nghĩ to lớn, chúng ta sẽ sai ngay và sai đi đi một chặng như một bé trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Tôi cầu đó tình yêu của Giêsu dành cho chúng ta, tình yêu của bố mẹ dành cho con cái lớn như trời như biển, như quan trọng chúng ta đang trẻ, chúng ta đón nhận, chúng ta đang trẻ. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô chúng ta cùng lễ ngày hôm nay đã đang trẻ lại sau khi đã nhận lại. Tôi chọn Apollo lưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Thầy biết mọi sự, thầy biết còn điều mình. Hai câu trả lời của hai vị thánh nhân chúng ta vừa nghe nói rằng mọi sự là của Chúa ban, tất cả chúng ta đều là những người lắng nhận. Xin Chúa cho chúng ta biết lắng nhận hay không thì biết cho, nhưng không hãy đáp trả lại tình yêu. Tôi tin kính Đức Chúa Trời,
nên các ngài đã được thế giới ứng hộ và được đánh dẫn cùng một chiều thiên minh quan. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi cha và con được tôn mô là con đã linh
Chúng con nãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng được sự sống đời đời. Còn với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Kinh Xe và Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp bằng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Lord Chúa. Xin nhờ người ơi, thank you.
chưa bao giờ được của mình. Lạy Chúa,